Xin chào buổi sáng tất cả mọi người. Qua mưa lầm rầm á. Đó. Cây này mới ghép nè, giống mà cầu vàng á, tập cập nhật tình hình cho anh em xem á. Đâm chèo đã chưa, gốc khôi mạnh nè. Cái bông này thì mình thấy nói chung là cái dạng không nhị á, vừa có nhị mà vừa không nhị mà bông nó bự lắm. Cái bàn tay của mình là 8 cm á. À, 8 phân ha, mà nó 3 ngón tay thì nó cũng cỡ 5 phân 6 phân ha. À, cái bông mà không nhị mà nó bự. À, giống mà vô cây tứ quý nè. Đây. À, cho nó nở như thế nào ha. Rồi nhân rộng ra. À, đây cũng vô cây tứ quý nè ha. Này thì ghép sau ha. Còn cây này cái cây qua mình trồng á, là trồng thì để trong mát luôn ha, cỡ 7 ngày 10 ngày gì đó, tuần lễ 10 bữa gì ha, tuần lễ 10 bữa gì nó tỉnh tỉnh người ta đem ra nắng luôn. Đây, bữa nay cho anh em xem cái cây thọ hương này lên bông nè, hả chưa, chung là ít rồi ha, đó, ta có cây ta chơi giữa năm mà, bông bự á, đây thọ hương nè. Đó, bông 4-5 phân không á. Cây nó già lực nó mạnh á. Đó, bông bành bành không à. À bông mà bự bự không ha. À, giấc sáng sớm như thế này á, cái trưa nó sẽ vung lên. Đó. Sáng sớm lúc nó nở thì nó chưa có vung á. Giấc trưa thì sẽ vung lên, nó xếp đều lên, nó xếp dày lên lớp lên ha. À, nửa năm ta có hoa chơi ha. Đây, giống này rất là mạnh á, bám đọt nó nhảy nhanh dữ lắm. À, bên đây cúc bi nè, nay cũng lên rồi nè. À, cúc bi thì nó hoa nó dày lớp hơn nha, xoăn 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 luôn nè. À, bi tại vì cái nụ hoa nó ra nó tròn á, tròn như viên bi, cái người ta kêu là bi thôi. À, phải mấy người đầu tiên nói là nụ hoa ra nó tròn như ngọc trai hay gì ha, như ngọc, ta kêu cúc ngọc rồi ha. À, cái tên gọi là nhiều vào cái đặc điểm, là cái đặc điểm nhận dạng nó là cái nụ hoa. À, trên đây có mấy bông nè, màu đậm á, cánh nó xoăn 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 á. À, còn bên đây đã chưa anh em xem ha. Con cây này xem đã luôn ha. Đấy. Bông bự á. Bông nó bự chứ không phải nhỏ đâu. Đọt ra ửng đỏ cũng rất là đẹp á. Đây hoa nở ngày hôm qua nè, nó vẫn vuông đó lớp lên á. Cái hay của nó là nó nở ra thì cái hoa nó vẫn vẫn tươi á, nó vuông lớp lên. Chúng ta có cây này chơi á, đây một năm mà giống này chơi được 2 lần, chơi hoa được 2 lần á. Cây này là ghép năm nay năm thứ 4 á, 4 năm. À, chúng ta lựa mấy gốc phô bự bự á, bự bự như thế này nè, ghép à. À, 40-50 đó ghép. Quá đã. À, còn đây cây tứ quý á, tứ quý à, ghép tới đây là cũng được 5 á. Hôm qua mình lặt lá nó hết ra, nói chung là không phải lặt trụi á, mấy cái đọt này nó này thì mình chừa, tại vì hồi Tết á, hồi Tết lãi lá cái nó ra bông cho thay lá, cái không có bấm thâu á để dưỡng cốt cành cho nó mập lên đó, thì những cái hàng bên trong nó làm nụ hết trơn luôn rồi nè. À, nếu không lãi thì nó hổng này nó trổ lai ra hoài luôn ha.
À, mình lặt cho nó là đồng loạt hết luôn, bung bự ra giống gốc tứ quý nè. À, rồi sẵn anh làm tàn lại luôn ha. Đó, nói chung là mấy cái đọt non này chừa lại ha, sẵn là làm lại luôn, uống sữa luôn ha. À, nhánh này nó đã xiết vào hết rồi ha, ghép được một năm nè, gần được một năm, ghép hồi tháng 10 năm rồi á, gốc tứ quý á. Tứ quý đế đây là một mét đó, cái cục đế á. À, cây phơm cao quá đây, để chúng ta mới thấy được cái tàn bên trên nè. Chậu với chậu chín tấc á, chậu chín tấc. À, cái phơm tàn này rất nhiều anh em cũng thích cái phơm này nè ha. Ở dưới nó trống lên, nó thoát thân ra, rồi nó phân như cái tàn dù bên trên đó. À, cái này thì bố trí cành thì nó nói chung là nó hợp lý á, nó không phải bả đâu ghép đó ha. À, nó có bố trí xanh nó đều, nó tròn đều hết trơn à, nó không có nhánh này chèn nhánh kia. Không có nhánh này chèn nhánh kia. Nụ nè. Hả mày, cây này mình cho mấy anh lấy bo rất là nhiều á, ghép vô cây tứ quý bo nó mập không à. Mình tháo nhôm ra rồi mình làm lại á, dần xương bên trong mà đó. Dùng phải làm á, chứ không làm mà nó xỉa không à, sẽ nhìn không có ra cây. Đó, cỡ 2 tuần nữa là cây này nó đã trổ nữa đó. À, mấy cái nụ bên trong á rất là nhiều luôn á. Này cái gốc bi nè, đó, lên nè. Nay cây thọ hương này lên nè. Đó. Giữa năm á, mấy cái giữa năm mà quá sức ha. Đấy. À, chỉ có chừng 100 bông hay gì ha, 100 mấy bông thôi. À, còn cây này nếu mà đủ lực ta nở tổng lực, nếu mà nở đúng á tất cả 1000 bông á. À, nở mới chỉ có một mà mới chỉ có vài chục phần trăm, coi như là 10% á. Đó, 10% à. À, tại hồi Tết á, hồi Tết lúc mà nó ra bông ra đọt á, giữ luôn cái đọt này không có bấm á. Đó, giờ làm nụ luôn nè. Đó. À, bông bự á, cỡ 5 phân á. Thấy mê không? Đó. À, cúc thọ hương á. Đây là cúc bi. Cúc bi à. Sáng như thế này chắc trưa với chiều là nó sẽ vung lên. Đó, trưa với chiều là nó vung cái cánh nó vung lên đó. Đây là thọ hương á. Rất nhiều anh em hỏi mua cái hàng cây mà về lấy giống lại chơi á. Đó, thì mình còn cái hàng mà ghép gốc cỡ ngón chân cái á. Đó. Vậy giờ anh em xem cái hàng bên đây của mình. Ngón chân cái á, thì nó cỡ này đây. Đây. À, chân cái gốc thì nó tương đối thôi nha, chứ nói chung là gốc này cũng gốc trồng cũng được nha, chứ không phải xấu. Ghép thì được khoảng 1 năm á. Đó. Một cây này giá bán là 500 ngàn đồng một cây, bao ship rồi á. Cốt cành nó mập nè, thì chúng ta lấy giống á. Cây này nếu mà chúng ta lấy mắt lá ghép cũng lên á, không cần mắt ngủ á. Lấy đâu đó là khoảng 50 bo, 100 bo cắt sát luôn á, nó ra lại. À, thì cái này cầu đó còn chắc cỡ 30 ba mấy cây gì á. Lấy bo chiều cao thì nó khoảng 6-7 tấc vậy á. Cây như thế này á, cái này thì mình không có uống cho anh em về anh em lấy bo. Này,
phía bên đây. Nói chung là nó tương đối ta, chứ nó không có, chưa có uống á, uống thì nhìn nó mới đẹp. Anh em về em lấy bo á. Đây cái hàng thọ hương á, lấy bo vivu luôn nè, giá bán là 500 một cây bao ship rồi á. Đó. Lúc trước thì cái lô này thì ghép đại lộc á, đại lộc thì có một số cây nó sẽ nó còn hai bo nè. Đây là bo thọ hương với bo đại lộc ha. Đại lộc thì mắt ngủ nó khích rịch à. Đó. Thọ hương á. Đó. Đó. Nguyên cái lô nè. Được có 30 cây à. Đấy, lúc trước nó hết rồi. Đó, lúc trước như cũng có mấy chục cây mà anh em mua hết rồi ha. Đó, giờ thì còn có lại được 30 gốc rễ thì tương đối á. Chiều này phơm cao. Đó, anh em lấy bo xong mình ta có thể uống lại cái kiểu điệu đà cũng được ha, hoặc để tàn thông này chơi á. Để nuôi thằng lớn cũng được. Phúc thọ hương á. Cái này thì nhỏ quá, không có kể á. Đó, phúc thọ hương à. Đây là có sưu tầm thì đem về à, vừa lấy giống mà vừa chơi luôn. Tết thì nó có ít bông á, nói chung là ghép từ năm thứ ba, năm thứ tư trở đi thì bông mới nhiều á. Chứ ghép năm hai năm thì nhiều khi người ta nói ghép mới có 1 năm á, đem về chơi bông kín luôn á, không có đâu. Không có cây nào mà ghép năm bông dữ đâu ha. Trừ khi mấy gốc bự thôi. Bông tương đối thôi nha. Chứ năm thứ ba trở đi, thứ hai, thứ ba trở đi thì bông nó mới nhiều quá. Như cây này nè, ghép năm nay thì nói chung là ghép cho gốc bự nè. Đó, gốc cỡ 50 á. Nằm chậu gần cả mét á. Đó, năm đầu thì dẫn tàn cho nó bự á. Đó, chúng ta muốn cốt nó mập, chúng ta bấm thâu lại dẫn tàn á. Dẫn tàn là mình bấm lại á. Đó. Cái này thì ghép hồi trước Tết á, coi như thế này là ghép được khoảng 6 tháng nè. Ghép khoảng 30 bo ha. Đây là thằng thọ hương á. Ghép phôm tàn lớn á, dễ nuôi á. Đấy. Cao khoảng hơn 2 mét á. Còn bên đây á, dạng phôm tàn là bonsai á, lùng lùng thôi, đem vô nhà trưng á. Còn những cái cây này thì phải để ngoài sân trưng rồi ha. Chứ nó cao 2 mét mà tính luôn cái ngọn á, luôn cái chậu chắc cỡ 3 mét có. 3 mét thì đem vô nhà trưng không có dừa á. Đó là mấy cây lùng lùng thế này nè, vô nhà trưng thì dừa. Nó cao từ chậu mà tới đỉnh khoảng chừng 2 mét thôi. Ta xem thọ hương á. Còn bên đây á, cây bên đây thì hồi Tết này thì lúc mà chơi bông á, đấy, nó ra đọt thì bấm đọt luôn, thì nó làm nụ lại không có kịp á. Mình làm lại mình chơi luôn á. Nói chung bây giờ chúng ta ghép thì Tết, tới Tết á, thì còn khoảng 7 tháng nữa thì tới Tết nó chỉ có lác đác vài bông thôi á, chứ không có bông nhiều đâu. Lưa thưa dừng vài chục bông chơi thôi, chứ không có dạng mà kín cây được ha. Đó. Giờ Tết, giờ ghép Tết làm sao mà chơi kịp á. Giờ tháng 6 rồi, tháng 6 giờ ghép tháng 7 mới tháo á. Tháng 7 còn có nhiều 5-6 tháng nè. Được cái là mạnh dễ nuôi á, bông bự. À, bấm mà đơn đơn nè, bông bự bự không á. Nhã lực cây nó mạnh thì bông nó bự. Rồi, giới thiệu mọi người cái dòng thọ hương á. Sáng ngày chúng ta xem hoa nó nở nè. Đấy. Nước rượt á, rất là mạnh á.